Khóa học sơ cấp là khóa học giúp bạn xây dựng nền tảng tiếng Trung vững chắc với lộ trình 30 buổi học trực tuyến qua Zoom kéo dài 2,5 tháng. Trong khóa học này, các bạn sẽ được làm quen với những từ vựng ngữ pháp cơ bản xoay quanh các chủ đề thông dụng như công việc, sở thích, sức khỏe, mua sắm, vân vân. Đặc biệt, bạn sẽ được thực hành đầy đủ 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Trong đó, kỹ năng giao tiếp và phản xạ luôn được ưu tiên và chú trọng. Hầu hết những kiến thức trên đều có trong cuốn giáo trình độc quyền của Alpha, bộ giáo trình do chính Alpha biên soạn với những kiến thức luôn được cập nhật phù hợp với xu hướng ngôn ngữ hiện nay. Bộ giáo trình bao gồm giáo trình sơ cấp, sách bài tập, sổ ghi và bút viết chữ Hán sẽ không bán mà chỉ dành tặng riêng cho học viên của Alpha. Ngoài giáo trình ra thì lớp học trực tuyến qua Zoom của Alpha còn có gì? Đầu tiên phải kể đến đội ngũ giáo viên chuyên môn cao, nhiệt huyết, là cử nhân, thạc sĩ của các trường đại học như Đại học Ngoại ngữ, Đại học Hà Nội, Đại học Sư phạm và cả các thầy cô đã học tập và làm việc tại Trung Quốc trong nhiều năm. Kết thúc khóa học, Alpha cam kết phát âm chuẩn Bắc Kinh 99%, nắm chắc các kiến thức nền tảng tiếng Trung, nhớ và sử dụng thành thạo hơn 500 từ vựng cơ bản, sử dụng chính xác những ngữ pháp trọng điểm có tính ứng dụng cao thuộc trình độ sơ cấp, tăng khả năng phản xạ thông qua việc xây dựng các tình huống hội thoại hàng ngày. Hãy tham gia bài test đầu vào và đăng ký khóa học ngay để cùng Alpha thực hiện ước mơ chinh phục tiếng Trung.